các ông, cái ông chuột đồng nói câu kia cũng thì yêu thương cho được. Varus về late game ulti mất mẹ 2 giây. Thời gian đó cung thủ thường bắn được 4 đến 5 phát. Đi, bên nói câu mất quan điểm thật. Thì ông có tính là bây giờ 800 đam AP nó xuyên cho đội hình đối phương có tất cả là 9 con cờ. 800 đam AP ông xuyên có 5 con, ông nhân 8 x 5 bằng bao nhiêu đam? 4 5 phát của một con cung thủ nó bắn được bao nhiêu đam? Thì mẹ 5 800 phát đam đấy. mà đi qua 5 con cờ thì tổng cộng là 8 5 40, nó gây được 4000 đam spell. 4000 đam spell so với 5 phát bắn của một con cung thủ thì theo các ông thì cái nào là mạnh hơn? Thì cái gì nó cũng có cái giá của nó chứ. Mẹ, thì bây giờ cái gì cũng muốn thì làm sao mà nó thành cái gì được? Phải tính cả cái đam của nó bắn xuyên, tổng lượng đam gây ra đấy chứ. Các ông cứ mẹ nói trên giấy tờ, trên mẹ lý thuyết thì nó làm éo gì. Trong trường hợp ok nó đi qua một con cờ là 800 đam, thì bây giờ ông vứt đồ cho con nào để ông bắn 4 phát được 800 đam? Ông nói tôi nghe. Cứ cho nó đi qua một con đi. Thì giờ vứt 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 đồ cho con nào để nó bắn được 4 phát được 800 đam, chắc chắn là 800 đam. Chắc con Raven. Mà mẹ, ai quy định là 2 giây bắn được 4 phát, 5 phát đấy? Hay là chỉ nói cho sướng mồm đúng không? Ai quy định là con nào bắn được 2 giây bắn được 4 phát? Ông thì lôi cái mẹ cái con nào ra đây bắn được 2 giây 4 phát cho tôi xem nào. Kể cả phun đồ tốc độ đánh thì may ra được. Mà cái giá trị của một con cung thủ nó có đâu có nằm ở những cái đòn bắn. Các ông cũng phải tính là ví dụ như là con át, các ông còn phải tính là trong cái đòn bắn của nó còn có đóng băng, thì cái giá trị của nó là cái đóng băng ấy, thì đéo phải là cái sát thương. Con Varus nó trừ mana, thế bây giờ các ông bắn, các ông búp đồ cho con Varus xong nó bắn đúng con xong rồi bơn mana thì mẹ nó trả hơn là cái việc mà lại vứt đồ cho, ví dụ là vứt đồ con Vayne. Con Vayne nó có cái gì ngoài sát thương chuẩn đúng không? Với những con ấy nó gây CC thì các ông bắn vào người nó càng đau thì nó lên mana càng nhanh. Thì mẹ ví dụ các ông bắn vào một con cho gát phun đồ thì nó chỉ khiến cho các ông bị hất tung nhanh hơn thôi. Thì cái gì nó cũng có giá cả. Nói chung ấy, trong bốn con cung thủ thì con V là con yếu nhất. Kindred thì nó khó lên 3. Đấy, đấy là điểm yếu của hai con đấy. Chứ còn Kindred lên 3 thì cũng đáng để suy nghĩ đấy. Thế còn Kindred thì khó lên 3 thì không nói chuyện. Một là Ashe, hai là Varus thôi. Vayne yếu lắm, đừng có ấy. Đừng có tơ vương cái con Vayne, trừ khi con Vayne mà các ông lên 3 được sớm thì cho nó đổ ok. Coi như là đánh đầu game với mid game. Chứ late game thì con Vayne chính ra mà nói nhiều khi cũng hơi khó. Nhưng mà tôi hỏi thật các ông nhá, về late game 9 con cờ thì theo các ông nghĩ là con Varus nó có thể bắn, nó chỉ có thể bắn trúng một con hay không? Tỷ lệ là bắn trúng một con hay tỷ lệ là bắn trúng 4 5 con là nhiều hơn? Thì nó cũng phải hợp lý thì thôi chứ. Sao lại toi ra cái con ven đây nhờ, vô lý thì nhờ. Từ hôm qua đến giờ hôm nay mới được con Tristana 2 sớm này, mãi từ hôm qua giờ đánh không bao giờ được Tristana 2 cả.
Đấy, từ nãy giờ được cái ông Trần Minh Du ông nói còn hơi nghe hợp lý. Tôi đã giải thích bao nhiêu lần về cái vụ là vì sao con Varus nó lại hơn con As rồi. Ví dụ các ông gặp một team đánh nhiều cờ mà nó có nhiều thìa, nó có nhiều cờ nhá, xong rồi còn kẹp thêm element để có thêm con golem nhá, thì tôi hỏi là cái đại băng tiện nó đóng băng được mấy con? Nó chỉ đóng băng được một con phía trên thôi, nó không hiệu quả. Còn với những con mà nguy hiểm, ví dụ như là nó giấu một con Anivia tuyến sau chẳng hạn, mà con Varus mà nó bắn điếm mà nó xuyên chết được con Anivia là cực kỳ ghê luôn. Nó còn bắn được con ở phía sau, nhưng con Ad thì con Ad không thể bắn được phía sau. Con Ad là một con điển hình thể hiện rõ được cái điểm yếu của bộ băng tộc, đấy là thiếu sát thương, cực kỳ thiếu sát thương. Tất nhiên là cái trò này đánh bao giờ cũng phải nhìn vào đối phương. Nhưng mà khổ nỗi là cái ông biết là cái vấn đề là gì không? Team này nó có đến 7 thằng đối phương thì các ông nhìn thằng nào? Đấy, thế là nó cũng tùy thôi. Nó hên xui rất là nhiều. Đây là một trò cực kỳ nhiều sự hên xui. Nếu như các ông nói là nhìn đối phương chính xác, đánh là phải nhìn đối phương, nhưng mà nhìn thằng nào, tôi hỏi các ông, tôi nhìn 7 thằng này tôi nên nhìn thằng nào để tôi đánh? Thì biết kẹt thằng nào sẽ là đối thủ cuối cùng của mình để mà nhìn. Nó khó lắm, nó rất nhiều cái lắt léo. Cái trò này nó rất nhiều cái lắt léo, không phải là cứ muốn là được. Chắc là nhìn em. Chắc là nhìn mày à, kinh quá nhờ. Thế nhìn Cường ấy nhờ, mẹ Cường định bắt. À, Cường úp thìa thì mẹ kinh quá nhờ. Có cái icon đâu anh? Cái gì đấy, mày có cái gì đấy? Mày làm thế nào để có được cái đấy đấy? Được thì vật anh 200. Ôi, chết con mẹ thế rồi, các bạn lấy thế này thì tôi đánh bằng cái lỗ nhị à. À, nhận cái thư kỷ vật anh. Mày làm thế nào để ra được cái hình đấy? Ờ, đồ kỳ vật đấy. Đồ kỳ vật à? Ờ, giới thiệu luôn là nhận cái thuê nhá. Cái thuê cái gì? Cái thuê kỳ vật. Cái thuê kỳ vật á, thì mẹ cả cái tiết mục đấy cơ. Ba tiền. Bạn này đẹp với đánh cái gì? Tất cả đồ của mình đều hướng mình đến AP nhưng mà mình lại toàn ra AD thế này thì hao tu đánh đánh kiểu gì đây? Thật là khó nghĩ. Hình như cái này là Quỷ Thư Morello. Em mất đam, Chitana không có đổ, thật là khăm khăm khu. Muốn đổi qua AP quá. Chít không có đồ mà có đồ thì nó lại dễ chơi quá, thế mới khổ. Đây này, bố trẻ này sắp chít ba mẹ rồi này, nhìn này, 1 2 3, nó thiếu hai con nữa được chít ba này. Khắm thật, người ăn trả hết kẻ lần trả ra, ghê thật chứ. Ôi ôi, con mụ được cái giờ nó đập đúng lúc con kia nó chặn đòn cay vãi cả lìn. Vết thương sâu, vết thương sâu. Thua rồi, thua không? À, thắng. Ấy, sự an ủi à?
Nếu mà đội hình này tôi chơi được, tôi không cần up, tôi không cần up 5, thừa sức đánh. Được. Level 5, level 5 tôi sẽ vứt thêm một con Noble vào. TF đúng, 9.14 thì có TF là một con 2 tiền. Tộc là pháp sư. Cướp biển là nghề sao chứ nhở? Ừ, cướp biển là hệ hay sao ấy, tộc là pháp sư. Ngon bổ rẻ. Điển hình của nhân phẩm. Bởi vì nó bốc bài gì bố ai mà biết được. Và nhiều người nói rằng là con đấy ra là bọn pháp sư là dễ đánh hơn. Pháp thuật là dễ đánh hơn. Tự dưng lại có 1, 2, 7, 7, 8 con, 8 con tất cả. Và cái dở của pháp thuật là bị nhiều khi nó bị phụ thuộc đam vào cái con ấy quá. Con rồng với con cá thớt quá. Mà toàn là cái con khó bắt. Rồng với cá thớt mà không lên 2 thì nó tù mẹ như cái cù luôn. Tuổi buồn rồi, hay bán máu đi chợ nhờ. Chứ cái team này bắt đầu thấy no hope rồi đấy nha. Thằng này sắp chết tên A3 rồi này. Haha, ông này là chơi trò rôn hết tiền. hôm qua mấy thanh niên gọi là cái trò gì nhỉ Cường nhỉ? Cái trò gì mà rôn tiền nhiều vậy mà tầm đó 3 cái này là coi như được nhiều con 3 tiền này. Hyper rôn à? Hyper rôn hay cái gì đấy à? Hyper rôn hay Hyper rôn. Ờ Hyper rôn. Ui đi mày bắn này. Người đánh cheat, nhà đánh cheat ạ. Ui chết quái nào đi vào cho Garen. Khỏe phết đấy chứ. Có tí AP mà cũng móng chó phết đấy. Ôi hi ông này còn có giáp thiên thần. Ôi tiết sư ạ, đồ đạc đề huề thế chứ lị. Hyper rolling, ok. Mẹ tôi mới đánh cái ván này ván thứ hai. Tôi vừa mới livestream các ông muốn tôi nhất mấy ván đây. Game đầu mà win anh chưa đầu mà top một gái mệt hẳn. Tình hình là rất là bất thình lình. Thì mẹ con Varus nó cứ ra nó ám ảnh mình ạ. Garen 3 mà cho được gầm full AP là cũng ra đấy. Đây này các bạn nhìn. Để mà nhìn tiền đối phương nhá. Rất dễ. Là cái trò này nó hiển thị đây này. Hiển thị những cái lợi tức này. Các bạn cứ nhìn vào những cái cục này là các bạn biết luôn tiền của đối phương là bao nhiêu này. Ấy lên cấp mà mình đã biết kìa. Xoay. Ngon. Ui, Garen mà xoay được nhiều đam thế. Cho mẹ nó cái mũ phù thủy thì đẹp. Ui, đập trượt. Tôn. Bắt người lùn á. Hợp lý không ta? Chưa thấy hợp lý lắm, thật sự. Trận này thì tôi check thử qua này. Tristana 3 nhưng mà thằng này có 10 vàng này, thằng này có hơn 10 vàng này. Nghèo rất mồng tơi, đánh cái này một lúc nữa là ngáo, tự ngáo. Đây này, cái thằng này dễ đánh pháp sư lắm này, pháp thuật lắm này. Nó đánh hóa hình sư với rồng. À, nó đánh hoang dã với rồng, bộ đấy. Cái bộ ấy là cái bộ đang rất là khỏe. Chip có cái đao vào nó khác chip không đao thật. Ừ, nó bắn. Trời ơi. Nó còn được buff của Noble chứ bắn đéo thì chết được ấy. Gần 3 đấy. Ừ, nó có hút máu mà 35 máu cho một đòn đánh. Tốc độ bắn nhanh như thế thì giết thì éo là được. Ấy, tôi bắt đầu thì thòm thèm một vài con rồi đấy nhá.
nhìn là hơi thì lứng rồi đấy. Ê, nhá cho em, cho em cho cái đéo gì, tao đi đi sau mày cơ mà, thì làm sao tao cho hay không cho. Mày thích con gì? Trời đấy, đấy bắt được con Leona là tươi lắm rồi còn gì nữa, tươi roi roi như ngoái mi nung còn gì nữa. Đấy, mất rồng rồi, đéo có cái đồ gì ngon để lấy, cay vãi lìn. Thì nữa những cái biểu tượng nhìn ghét nhỉ. Ơi ván này khó nghĩ quá, đi về đồ nấy bao giờ không. Hai cái quỷ thư thì nó có ấy không mày, nó có stack không? Tao chưa bao giờ tao thử cả. Ôi thôi đi, chưa bao giờ tao thử hai cái quỷ thư. Nó không stack bây giờ thì vậy, nhưng phải có những người đi đầu để test chứ. Đâu cái mày cứ nói là lỡ thì biết làm sao được. Khó quá đi, nó ra nhưng mà nhìn cái lượng đồ này tôi không hiểu là bắt nó làm cái gì. Thật là khó quá, khó quá đi. Chẳng lẽ đánh mẹ nó. Roll cheat 3, thằng kia lấy con cheat 3 thằng kia roll, đéo ra cheat ở đâu. Là ba nhảy tới tiếp đi. Tầm này roll ra cheat rất khó. Siêu khó luôn ý. Đang muốn để tiền lên cấp quá, để bắt cái Mid-Fortern đánh Gunslinger mà. Éo ra rồi. Quên mất lại không biết con Leona mà lấy Noble đấy. Cứ mải Kron. Đang của nó lên 6 hết thì tôi vẫn ở cấp 2 này, à cấp 5 này. Thì tôi vừa mới online stream thì làm sao mà gáy được. Cay quá. Đeo thì đã đâm lao là phải theo lao anh em ạ. Đâm lao là phải theo lao thôi, không còn lựa chọn nào khác. Trời ơi. Tôi rồi, đập lao là phải theo lao sao? Thôi xong rồi anh em ơi. Ván này toang rồi. Chitanaba. Quyết tâm đấy, quyết tâm không lên cấp mà bao giờ phải roll bằng băng da thì thôi đấy. Đồ này khó nghĩ quá nhở.
eo ổn tí nào. Nước mắt với cái này ra cái gì ta? Dao cầm lặng. Lúc khi đi phải né với thái dương luôn. Ngoài tích tiền dồn cũng phát bắt buộc phải rôn ra, mà không ra thì thua luôn này. Đã đâm lao là phải theo lao này. Chà chà, nhiều cái khó ở quá nhờ. Thấy không, có những lúc roll nó có ra đâu. Đen như chó lão hạc cái này. Đấy. Đấy. Thôi xong. Chị mà Leo Na dùng chiêu tệ thế. Ván này tôi toàn, tôi mất nhiều tiền từ roll quá rồi. Chính ra ván này hơi cố chấp ấy. Ván này hơi cố chấp ấy. Vì có một thằng Chitana 3 rồi mà mình vẫn cố roll ra con Chitana. Chú chóa mà ơi, chú chóa mà ơi. Ôi, nhiều con ngon thế nhở. Liệu là mình có thể có được con... con này không ta? nhìn con Tristana mà lòng đau như cắt. Nhìn con Tristana mà lòng đau như cắt ạ. Rồi lại lỡ bán con Gray mất rồi. Ban đầu định đánh Noble đấy chứ, nhưng mà thôi. Bắt Midfountain vậy. Đặt niềm tin vào Midfountain nhiều khi tệ lắm luôn ý. Còn biết cho ngu lắm. Mít ờ nó ngu lắm, phải lên 2 thì may ra. Quay đi. Được phết đấy chứ. Mẹ pha bắn nữa rồi cũng ra gì mà này nọ phết đấy. Bắn cái nữa nào. Được. Ít nhất là cái tên vừa rồi nó cũng thông minh. Thế này tôi vứt cả mũ phù thủy cho mid vào tên này. Đấy, hình như con này mới được sửa não mày ạ. Con Midfighter nó mới được sửa não hay sao mày ạ? Và anh thôi, khỏe vẫn ngu lắm. À, vẫn ngu lắm à. Lướt bắn. Ok. T
từ từ nhá, cứ chưa biết thế nào đâu. Up cấp mà vớ vẩn mà có được con Midfountain 2 là cũng toang lé, là cũng phải cứt ra quần đấy. Ban đầu là tôi roll hơi nhiều nhưng bây giờ cũng chưa chắc đã là yếu đâu. Cứ bình tĩnh, 1, 2, 3, 3 con, 4 con. 1, 2, 3, 4, 5, kêu là 6, 7, 8, 9. Giờ sao mà ra được hai cái thìa, đẹp quá. Mic của tôi không nhỏ đâu, mic của tôi hơi bị ngon lành cành đào đấy, anh em xem lại đi. Kích mic lên. Đấy, Midfountain được lắp não. Rồi, được nâng cấp não rồi. Đổ ít quá. Trời ơi, 5 con ra được có một món đây này, chán chết đi này. Giờ thêm một Tristana full đồ thì cũng có cái để chơi đấy. Đèn đi cho lão hạc. I was forged by winter. After. I was forged by winter. Hey. Đủ 6 nắp bồ rồi đấy. Phát sau thay, bán con lợn đi. Bỏ lợn vậy. Ui ôi, ông kia full đồ cho Blitzcrank kìa. Mày thế. Mít nhiều đam thế. Mít xui xui. Nhìn ra mít có tên đốm lưỡi quá. Bây giờ được con mít 2 thì không có gì để mà ước cả. Nà, tôi không thích bắt con Na bởi vì bắt con Na phải làm cái gì? Tự dưng lạc quẻ ra đó, nó chả ghép được vào đâu, nó chả ra một cái bộ gì cả. Bỏ con ra này. Bỏ con này ra này. Hạt mưa rơi bùa vây trái tim hiu. Quiet. Rất gì phải lầy lọ. Được. Rất gì và lầy lọa. Ui dồi ôi. Thế mà cứ tưởng. Bỏ mẹ con này đi bây giờ. Cho này mạnh hơn này. 1800 máu, 1500 máu không là gì cả, con này không là gì cả. Bởi vì nó không thể ghép được bộ ma, ván này tôi không ghép được bộ ma, tôi để này tôi lấy CC còn hơn. Này vứt cho con nào bây giờ. Thả vứt mẹ cho con lợn hay hơn nhờ. Ra vứt lợn thôi mà bắt cho lợn hoặc giáo sô di được của nó đấy. Tôi thấy là nó bộ bình thường thôi, đâu có mạnh như các bạn tưởng tượng đâu, bình thường thôi. 1800 máu. Nước mắt cũng được. Thì cơ bản là lấy nước mắt cũng được. Tôi sẽ lắp cho con Sejuani ngọn giáo Sojin. Được đấy, ý tưởng không tồi thế nào. Nếu còn, tất nhiên là nếu còn. Không có thì lấy tùy, lấy cái gì cũng được. Ấy. Ui giời, cái lời gì? Thì mày tao cứ tưởng tao là mày Cường ạ. Đi ra mất cười mấy lần tao chạy từ góc 6 giờ chạy lên rồi tao chạy 12 giờ chạy xuống thì bà nữa.
Ngáo 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 ngáo, một cú ngáo rồi. Lúc cân lợn kéo ra cân lợn nào. À. Quả đấy tôi bị nhầm đấy, quả đấy tôi bị nhầm đấy, tôi thề với các bạn là quả đấy tôi bị nhầm đấy. Ô, Lucian này khỏe thế. Tôi đang chưa hình dung mà tôi để con cheat để làm gì đây, chắc phải bán hết cheat thôi. Hợp lý anh ơi, bán đi. Thế từ thì phải... cái trò này bây giờ cứ để gần gần là rơi toán ném nhầm đồ hãm kinh khủng. Tơn mà lên 2 là cả một sự ác mộng đấy nhá. Chịu. Ván này cũng khó lắm, ván này rất khó để chơi. Nếu như không có Midfortune 3 à phải Midfortune 2 thì không chơi được. 1 2 3 4 5 6 7 8. Xe rùa lợn. I was forged by winter. The fun begins. Ôi giật cá mình. Gặp cường kê này nó hút mình rồi thì phải cường kê nhiều hơn cộng 3 thế. Ui, chít 3 nữa kìa. Chết. Yeah. Hoang dã về hóa hình mà lại chán thì cái gì nữa, thế gì thì là không chán bạn ơi. Bộ đấy mà chán thì cái gì là không chán nữa đây. Trời ơi. Ván này tỷ lệ gáy là hơi thấp này, không dễ một tí nào. Ui dồi, ui, giật cả mình. Chó thật. À. Hình vãi lìn, nhìn Cassadin 3 ám ảnh vãi lìn.
Cú lạ. Cú lạ xấu thế. Cú lạ quá xấu luôn đi. Ui mày thế, còn chít, còn Midfielder vẫn sống kìa. Ui, cảm ơn trời đất. Cảm ơn trời đất ở đấy. À, gặp cường kê này thì toang rồi, cường kê nhiều cộng 3 lắm đi. Hết rồi, hết thật sự rồi. 1, 2, 3. Bắn vào. Mắc binh rồi đấy, mắc binh nhất tôi có thể làm đấy. Ui thì mẹ cắn cực kênh của này được đậm phết đấy. Cài thì mà con này cắn được cực kênh bên của này sâu hoắm luôn đấy. Đấy, đưa về thế cân bằng rồi này. Má em biết bắt cái gì bây giờ. Mày cần nước mắt à? Cần nước mắt làm gì đấy hả thằng kia? Đi tụ, làm tiền đấy. Là sao ta? Là sao ta? Góc cũng đẹp lắm. Ui, choáng vào được đấy. Ít cơ phải cay thế. Ôi, mà Midfielder chết mẹ rồi này. Mày còn đam cái kìa, tao hết cái mẹ đam rồi cái kìa. Hay quá, dừng được đam của con đấy là ngon rồi. Được, được, được. Ôi, giờ lên được Midfielder 2 khỏe quá mày ạ. Ok. Chết. Mẹ mới online stream. Mình đánh được ván thứ hai. Ván đầu lỡ về nhì. Bị anti-fan tỉa quá. Bị các anh em tỉa đều quá. Tôi nói nhầm. Bị các anh em tỉa đều quá. Sao đánh cả ngày rồi mà lại chưa được gáy lần nào. Tôi xin phép anh em là vào cái OBS này. Xong vào cái phần tech này. Xin phép cho cái con số 1 vào. Cho nó oai cái. Ai trời ơi.